Vâng, xin chào mọi người. Mời mọi người trở lại với những cái video của mình nhé. Hôm nay giới thiệu các bạn cái không gian rất là đẹp tại một cái lều câu cá ở giữa cái trang trại câu cá rất là đẹp như này. Không gian và vườn cây ao cá rất là đẹp, tuyệt vời. Mời các bạn trải nghiệm cái thư gian cái không gian chòi câu cá ở giữa cái lòng hồ này, chỗ lòng ao này nhé. Rất là thú vị và tuyệt vời các bạn ạ. Vâng, đến với cái khu vực chỗ khu vực ao này có cái chòi câu cá nhé các bạn nhé, để câu cá thư giãn vào những cái ngày cuối tuần. Đấy, đây là cái ao cá chăn thả rất là nhiều cá để câu thư giãn giải trí. Xung quanh đây cũng rất là nhiều cái ao câu cá ở phía khu vực này nhé. Đấy, không gian đây điểm view rất là đẹp, khi câu cá và thưởng thức cái không gian chỗ này cảm thấy cái không gian view rất là tuyệt vời các bạn ạ. Đây, chòi câu cá này được làm từ cái khung nhôm và được bắn tôn. Đấy, bắn tôn này rất là chắc chắn. Đấy, chỗ này chỗ đứng để câu cá hoặc là cho cá ăn ở chỗ này nhé. Cho cá ăn ở chỗ này rất là tuyệt vời luôn mọi người ạ. Đấy, mái tôn này. Đấy, không gian ở chỗ là ao cá này rất là đẹp. Nhìn thấy cái điểm view chỗ này có vườn cây ăn quả đấy này. Ao cá, không gian view đây rất là rộng, ao rất là rộng và đẹp nha, cái chòi câu cá rất là tuyệt vời. Đấy, cái không gian câu cá rất là tuyệt vời phía sau tôi nha, cảnh rất là đẹp luôn, đứng giữa cái chòi câu cá này để trải nghiệm cái không gian rất là thú vị. Ở trong này là cái chỗ để chứa thức ăn để cho cá ăn. Không gian cảnh rất là rộng và đẹp. Cảnh không gian đây rất đẹp nha, núi cùng cái không gian phía xa này là cái cảnh view của núi rừng, nơi có những cái dãy núi rất là cao. Đúng. Ao cá thì không gian rất là đẹp. Cảnh rất là đẹp, vẫn là cảnh sắc rất là tuyệt vời luôn. Chỗ này cho cá ăn rất là thích. Cảnh quá đẹp luôn mọi người ạ. Quá tuyệt vời cái không gian thư giãn chỗ này, cảnh rất là đẹp. Đây mọi người có thể thấy cái không gian rất là đẹp ở chỗ này. Đây mình có thể đứng đây là thư giãn giải trí và ngắm cái điểm view rất là đẹp ở cái chòi câu cá này giữa cái lòng ao. Không gian cảnh xung quanh rất là đẹp và cho tất cả mọi người để trải nghiệm cái không gian rất là tuyệt vời ở nơi đây nhé. Quá xuất sắc luôn. Buổi tối ở đây thì có đèn điện chiếu sáng.
Đây cái không gian câu cá trải nghiệm chỗ này, chòi câu cá này rất là thú vị, cho cá ăn luôn cũng rất là tuyệt vời. Đây là một không gian rất là tuyệt vời và đáng để trải nghiệm các bạn ạ. Quá là tuyệt vời luôn không gian chỗ này. Rất là thú vị. Mình đi trải nghiệm một vòng khu vực chỗ chòi này để ngắm những cái không gian rất là xuất sắc, đẹp xuất sắc ở đây. Đấy, ngắm cái ao cá, cảnh không gian rất là đẹp nơi núi rừng Tây Bắc bạn ạ. Vâng, thưa quý vị các bạn, thì những cái vùng nông thôn Tây Bắc thì ở đâu đâu cũng có những cái không gian nông thôn, vườn cây ao cá rất là tuyệt vời để thư giãn, để giải trí sau những cái giờ vất vả, có thể là chăm sóc cá, có thể câu cá giải trí rất là tuyệt vời. Đây là một cái địa điểm thư giãn rất là tuyệt vời của người nông dân Tây Bắc nhé, có cái chòi và giữa cái lòng ao để câu cá thư giãn vào những cái ngày nghỉ cuối tuần. Đấy, video đây là kết thúc nhé, thân ái chào quý vị các bạn.
Hẹn quý vị các bạn ở những video tiếp theo để được xem những video tiếp theo của mình giới thiệu về những cái cuộc sống hàng ngày, đời thường của người dân Tây Bắc Việt Nam và những cái phong cảnh rất là đẹp qua video. Vâng, đây là kết thúc. Thân ái chào mọi người nhé.